Giờ đây giúp nhàn chia sẻ cái lời khai thị của tổ sư Ấn Quang, đó là giáo dục gia đình và A Di Đà Phật. Cái việc giáo dục gia đình của tổ sư Ấn Quang đề xướng, đây là một cái việc rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc sống không có thể rời khỏi gia đình hoặc là một cái tổ chức. Nếu quý vị rời khỏi gia đình, lập gia đình, có vợ, có chồng, thì quý vị cũng phải có một cái gia đình, đó là vợ chồng mới. Rời cái gia đình cũ, cha mẹ, để lập một gia đình mới thì cũng phải có gia đình. Nếu không có gia đình, độc thân cũng phải vào một cái tổ chức, công ty, xí nghiệp gì đó. Đó cũng là một loại gia đình. Nhưng mà nếu mà rời khỏi gia đình cũ đến một gia đình mới, hoặc giả là mình vào một cái công ty mình làm, thì buộc người này phải học lời dạy của Thánh Hiền sống. Nếu là người công nhân, người tớ, thì phải là trung thành. Chủ nhân từ, tớ trung thành, chồng hòa, vợ thuận, anh nhường, em kính. Làm được không? Làm không được. Làm không được cho nên nó có trục trặc đó. Người tớ tới mà không trung thành, làm một việc trong công ty đó mà không hết lòng như công việc của mình, công việc của nhà mình, lương tháng thì nhận mà lương tâm thì không có. Lương tâm mình làm không có để vào công việc, mong cho hết giờ, hoặc giả cắt xén giờ, hoặc giả là đến không đúng giờ. Đó cũng là một loại trộm cắp thời gian. Nếu không dạy kỹ con cái từ lúc còn trẻ, còn mang sữa, Tổ Ấn Quang dùng danh từ là mang sữa, mà lớn lên nó thành tre rồi đó, thì uống nắng không được. Tuy rằng đứa này nó giỏi đó, nó có học thức đó, nó có học vị đó, nhưng mà nó là người ngang tàn bạo ác, không có đức. Cho nên cái giáo dục gia đình thực sự là căn bản. Muốn cho đất nước được thịnh trị, muốn cho đất nước được an định, muốn cho nhân dân được thái bình, thì từ nơi gia đình, mỗi gia đình phải là mẫu mực học lời dạy Thánh Hiền. Nhiều gia đình là một xã hội, mà nhiều xã hội là một đất nước, mà nhiều đất nước là một gì? Là một thiên hạ. Mà muốn thiên hạ thái bình, thịnh trị, an định, thì mỗi gia đình phải là gương mẫu, mẫu mực áp dụng, không những học mà áp dụng lời dạy của Thánh Hiền. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang mới nói rằng là gia đình là cái gốc của xã hội, xã hội là cái gốc của đất nước, mà cái đất nước đó là cái gốc của nhân loại, của thế giới. Mà cái gốc của gia đình là gì? Là từng con người ở trong đó. Nếu không có con người thì làm sao thành gia đình? Mà cái gốc của con người là lương tâm, đúng không? Cho nên hôm nay thầy lấy cái lời của tổ sư Ấn Quang dạy về kính thầy, rồi hiếu thảo với cha mẹ, rồi tận trung, rồi thủ tín. Thủ là giữ gìn cái niềm tin. Giờ thầy đọc để mọi người nghe cái lời khai thị của tổ sư Ấn Quang về kính thầy nha. Kính thầy hay kính cha, kính mẹ, kính những bậc bề trên đó, nó giống nhau. Thầy nghiêm đạo trọng, nêu gương luân thường, đạo đức học vấn ắt phải noi theo, lấy đó làm gương. Thầy nuôi dạy ta, vỡ lòng cho ta, dạy ta mẫu mực, chẳng kính trọng thầy làm sao được ích. Ích là lợi ích đó. Muốn có được lợi ích về cuộc sống, về của cải, về sự nghiệp, hay là có lợi ích về cái việc hôn nhân gia đình, nếu mà không có kính thầy thì người này không có thể nào lợi ích được. Cho nên thành ra cuộc đời của chúng tôi học được hai chữ từ lúc bé vào tu. Rồi chúng tôi vào tu và 3 năm sau chúng tôi hỏi vị sư phụ của chúng tôi rằng muốn đi vào đạo và muốn thành tựu được sự nghiệp tu hành từ đâu. Thì Hòa Thượng Ngài nhìn chúng tôi một lát, Ngài nói:
Chỉ có hai chữ thôi: con làm được á, thì con sẽ thành tựu được đời tu của con. Mà không những cuộc đời tu, mà người đời á, mà nếu làm hai chữ này không được thì người này là phế nhân trong xã hội, không dùng được, xã hội không dùng được, gia đình phế thải. Đó là hai chữ gì? Chân thật. Mà nếu con người này không chân thật thì con người này sẽ gặp chướng ngại, rắc rối. Vì mình lừa dối người khác gọi là không chân thật. Mà lừa dối đâu được nhiều lần đâu, chỉ có một lần, cùng lắm là hai ba lần rồi cũng sẽ xuất hiện cái không chân thật đó. Từ cái không chân thật đó là ý nghĩ không chân thật, tâm mình không chân thật, và lời nói bắt đầu không chân thật, và hành động không chân thật. Để ý đi, nó xuất phát từ ý nghĩ, từ ý nghĩ không chân thật. Mà đối với bọn phàm phu của mình á, nếu mà không sợ nhân quả và không sợ rằng khi mình khởi cái ý nghĩ không chân thật, Phật Bồ Tát Thánh Hiền biết á, thì họ làm họ không có sợ. Cho nên Tổ Quang nói, muốn cho con người này khởi lên một ý niệm chân thật thì buộc người này phải sợ nhân quả. Sợ nhân quả. Khi mình khởi một ý niệm không chân thật, lời nói không chân thật và hành động không chân thật, thì mình bị một cái quả báo là người khác thường lừa gạt mình. Để ý đi. Bởi vì mình không chân thật, đó là một cái sự giả dối, là lừa gạt người khác, thì bắt buộc người khác phải lừa gạt lại mình. Đó là nhân quả. Và thứ hai, nếu mà mình sợ quỷ thần Phật Bồ Tát biết thì không bao giờ dám giấu giếm, phải là chân thật. Vì sao Phật Bồ Tát quỷ thần biết? Vì tâm của mình khởi một niệm thì Phật Bồ Tát quỷ thần biết. Chỉ có giấu là giấu người phàm thôi, không thể giấu Phật Bồ Tát. Hôm bữa chúng tôi có nói cái việc mà năm 2014 qua gặp Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có dạy các bạn phải khởi chân thật. Vì nguyên tắc niệm Phật phải là lão thật niệm Phật. Nếu không lão thật thì người niệm Phật này không cảm được với Phật. Vì người này không chân thật thì tâm ngăn cách với Phật. Vì tâm ngăn cách với Phật cho nên niệm Phật hoài mà không có kết quả. Đúng không ạ? Cho nên cái việc mình dụng công từ nơi tâm phải là chân thật. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng là nếu bạn không chân thật thì trước sau gì cái không chân thật này nó cũng sẽ xuất hiện, bạn không giấu được đâu. Giấu người phàm một thời gian ngắn thôi, nhưng mà không thể giấu được quỷ thần Phật Bồ Tát. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì cái không chân thật này xuất hiện ra, rồi mình mới thấy cái cảnh của nó tan thương, khổ đau, gặp chướng ngại, rắc rối trên con đường tu, trên cái cuộc sống của mình. Chúng ta cắt nghĩa là thầy nghiêm đạo trọng. Thầy không nghiêm túc, dạy học trò không được. Nhưng mà cái người thầy phải đóng hai cái vai, nghiêm mà phải từ nữa. Nếu mà nghiêm khắc quá mà không có lòng từ, giống như nước trong quá thì không có cá ở. Nếu mà có lòng từ bi mà không có trí tuệ, không có nghiêm khắc mà thương quá đó, thì chướng ngại cho học trò. Ví dụ như chúng tôi ở đây hút thuốc, uống bia, đi la cà nhà hàng sớm, không có công phu tu hành, đến ngày chủ nhật cũng không quan tâm gì hết, cúng bỏ thùng phước xương, lấy bỏ túi, còn chúng làm gì đó làm, bệnh hoạn gì đó không quan tâm, miễn sao Phật tử về bỏ vô thùng phước xương có tiền là được rồi, rồi mình lo cuộc sống riêng tư cho mình, không quan tâm. Không quan tâm bữa đó là thầy Thành nấu cơm sao, thầy Phổ đi chợ như thế nào, hoặc là thầy Tánh đi mua cá làm sao, vân vân, không quan tâm. Thì nói quý thầy Phật tử nghe không? Cái ông chả ra gì hết mà, ông không có nghiêm khắc với bản thân ông thì ông nói ai nghe? Đúng không? Chúng tôi thường suy nghĩ điều này. Sở dĩ cha mẹ dạy con không nghe là mình không nghiêm khắc. Tự bản thân mình không có nghiêm túc, nghiêm khắc, răng đe chính mình buông thả một cách hư hỏng. Thầy không nghiêm thì trò phải hư. Đúng không? Nhưng mà nếu mà thầy nghiêm mà trò hư á, lý do gì? Do học trò này bướng bỉnh, ngang ngạnh, ngã mạn, cống cao, không chịu làm theo lời thầy. Đó là do học đệ tử chứ không phải do thầy.
Coi lại đi, nếu mà cha mẹ là nghiêm khắc nhưng đứa nó quá ngang ngạnh. Có một số người trong gia đình nói là con rất nghiêm túc nhưng mà con cái con vẫn hư, thì cái đứa này nó quá là ngang ngạnh, cái chủng tử và nghiệp thức của nó quá là ngang ngạnh. Vì vậy cho nên thành ra mỗi người phải là một biểu pháp, đóng cái vai cho hay. Mẹ phải ra mẹ. Nếu là mẹ mà đã ly hôn rồi, mẹ đã là không còn cha nữa, thì phải nuôi con. Vì sao vậy? Vì là tạ gia tòng phụ. Nếu ở nhà là phải theo cha. Tạ gia là mình đang ở nhà đó, là tòng là theo cha. Xuất giá tòng phu, tức là có chồng phải theo chồng. Mà phu tử phải tòng tử, nghĩa là chồng chết phải theo con. Hay là bây giờ chồng chưa chết mình đã theo đứa khác rồi. Nó sai hết những cái luân thường. Cho nên thành ra người học trò cũng vậy. Khi ở trong chùa thì nhất định phải theo vị thầy trụ trì, gọi là bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý dâng cho người thầy, mặt người uốn nắng chuyển xây. Câu này ông thầy chúng tôi cũng dạy. Bởi vì mình học trò, tức là mình đi chỗ một ông thầy, mình không bằng ông thầy về tuổi tác, về kinh nghiệm, về tu tập, về đường tu không bằng, thì nhất định nhất cử nhất động làm bất cứ chuyện gì cũng phải thưa qua thầy. Từ ngày này mới gọi là chân thật vâng lời làm theo. Nhưng mà giờ học trò được mấy ai như vậy không? Được bao nhiêu người? Hiếm quá. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói phải cho họ làm cư sĩ thiệt lâu. Giống như là Pháp sư Định Hoằng mà theo Hòa thượng Tịnh Không 20 năm. Theo 20 năm, coi thử coi Pháp sư Định Hoằng có phải thực sự là người sống chết với Hòa thượng hay không. Thì lúc đó mới cho xuất gia. Các vị hồi xưa họ rất là khó, mà khi khó mà thành tựu được một người đệ tử rồi á, thì chắc như bắp. Còn xuất gia ào ào, cho họ coi như là tự tung tự tác, thì gần như là thất bại trên con đường tu hết. Thầy nghiêm đạo trọng, noi gương luân thường. Luân thường là gì ạ? Cha từ con hiếu. Thầy phải có lòng từ, rồi phải có sự nghiêm khắc. Cho nên thành ra người thầy mang hai trách nhiệm là cha là mẹ. Cha là nghiêm khắc, mẹ là từ bi. Nếu mà người mẹ thương con quá, nếu không có cha mà răn đe thì buộc người con này phải hư. Mà nếu người cha mà nghiêm khắc quá mà không có người mẹ mà vỗ về để mà an ủi á, thì con nó bỏ nó ra đi cũng lại sẽ hư luôn. Cho nên thành ra một con người phải đóng hai cái vai, đó là nghiêm phụ mẫu từ. Một vị thầy phải giữ hai cái trọng trách là nghiêm và từ. Nghiêm từ, nhớ hai cái chữ này. Luân thường, cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành. Tổ Ấn Quang nói gặp bạn tri kỷ phải ra rã nhắc chuyện này. Vì họ làm không được cho nên phải thường xuyên nhắc việc này để cho họ làm cho được. Nêu gương luân thường, đạo đức học vấn ắt phải noi theo. Ngài để hai chữ đạo đức đứng đầu. Lúc trước thì trong trường học có hai chữ là tiên học lễ, hậu học văn. Hôm nay hai cái từ lễ nghĩa này họ không hiểu được và họ không làm được. Cái môn đạo đức bây giờ để ra sâu rồi, không quan trọng bằng văn toán lý hóa. Đúng không? Cho nên thành ra cái đạo đức của con người bị suy đồi. Từ đâu vậy? Từ đâu? Từ đâu? Từ không có thầy dạy. Sách đạo đức không được lưu truyền. Sách thánh hiền không được lưu truyền. Và người thầy dạy một đường làm một ngã. Bản thân người thầy đó làm cũng không được. Chứ vậy làm sao cho học trò phải nói là học giỏi, tranh đua, tranh hơn, tranh thua, để cho học làm sao cho nó giỏi. Chứ nó không có đạo đức. Cho nên thành ra cõi đời này đang gặp chướng ngại, bởi vì không có bậc thánh hiền. Dẫu cho các bậc thánh hiền ra đời để dạy, nhưng học trò không chịu học. Họ học rồi để đó, học trên lý thuyết. Cho nên thành ra bị chướng ngại. Cho nên thành ra cõi đời này đau khổ là không có sách thánh hiền, không có sách nhân quả,
không có lời dạy của Phật, của Bồ Tát để lưu truyền rộng rãi, cho nên thành ra chúng sanh cứ làm nghiệp xấu ác, tạo nghiệp xấu ác, suy nghĩ xấu ác, nói lời xấu ác, lừa gạt, không chân thật. Cho nên cái cuộc đời nó cứ gặp khổ đau hoài. Nhưng mà mình cũng không hiểu lý do gì mình gặp khổ đau, mình bị người ta lừa gạt. Lý do gì mình cũng không hiểu vì sao mà cuộc đời mình gặp nhiều chướng ngại là do tự mình tạo ra, chứ không có ai đâu. Thầy nuôi dạy ta, vỡ lòng cho ta, dạy ta mẫu mực, chẳng kính trọng thầy làm sao được ích. Thầy nuôi dạy ta, nuôi thì dễ, mà dạy họ chân thật vâng lời làm theo cực kỳ khó. Bởi vì trong tư tưởng của họ, họ suy nghĩ gì mình không biết được. Nếu mà họ đi ăn đi uống, mình lo lắng về cuộc sống bệnh tật đồ, nuôi thì dễ lắm, nhưng mà dạy không được. Bởi vì do trong suy nghĩ của họ có những cái chuyện sai trái mà họ vẫn giấu giếm, họ không có bạch ra, họ thưa để mà họ trình, họ sám hối. Cho nên thành ra mình nuôi thì dễ, mà dạy cho họ nên người là khó. Chúng tôi nói xây cái chùa thì dễ, nó theo ý mình, muốn 3 tầng, 5 tầng, muốn chỗ nào cong, chỗ nào quẹo, muốn cái chỗ nào phòng ốc, chỗ nào theo ý mình được. Nhưng mà nuôi một đệ tử kêu họ theo ý mình, bước đầu bổn phận làm trò cả thân tâm ý dâng cho người thầy và vì đại chúng đi, rồi Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp cho mình một cái chỗ ở an toàn, ổn định. Đó là sắp xếp ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho mình về bên đó mình ở. Ở cõi này tạm thôi, sống vì đại chúng, tùy theo sức khỏe công việc của mình làm, lo cho đại chúng. Mà thường chúng tôi thấy những người mà vì đại chúng á, cuộc sống họ rất an ổn. Hòa Thượng Quảng Hiển lúc trước mà chúng tôi xuống để tổ chức lễ vía Quan Âm 12 lần, thì nói văn nhàn, thường chúng tôi xuống là Hòa Thượng mời vô phòng riêng, có máy lạnh rồi, có một dãy bàn dài đó, rất là lấy chuối lấy đồ ra, hai thầy trò ngồi ăn nói chuyện. Ngài nói rằng chùa Đại Tùng Lâm từ xưa đến giờ chưa có cái lễ nào 40-50 ngàn người. Cái nhân duyên của thầy ở dưới này nó rất là thù thắng. Nhưng mà hôm nay tôi có một kinh nghiệm tôi chia sẻ với thầy. Tôi tu thì dở lắm, nhưng mà tôi thích xây trường học, tôi thích xây chùa, tôi nuôi tăng, tôi tạo tự, tôi làm những cái việc cho Tam Bảo để tôi bám vào cái phước. Lỡ mà công phu tôi có non cạn, nghiệp chướng tôi nó có đến, nó làm chướng ngại đường tu, thì nhờ cái phước này mà nó giúp tôi ông giác nhàn. Chỗ này mấy thầy nên nhớ. Ai có nói tôi tu hành không ra gì, chỉ đi lo xây chùa, kệ. Tôi xây sao mà để cho có chư tăng đến đây, Phật tử. Bây giờ Hòa Thượng cũng nuôi một số, rồi chùa Hộ Pháp, thầy Nhẫn Đức cũng xuống nhờ cái chùa đó, cho nên thành ra Phật tử đến tu. Một mình ở trong một cái thất cũng tốt, mà với điều kiện cái phước báu người này lớn lắm, rất lớn, thì mới là điện, nước, cơm, nước, tất tần tật mọi thứ, bệnh hoạn có người ta lo cho mình hết, thì phước báu người này lớn. Còn riêng tôi thì tôi phải nương chúng và tôi xây chùa cho chúng ở, để tôi tìm chút phước để tôi để dành đó, để chừng lỡ cuộc đời tôi có trục trặc gì đi nữa, tôi cũng lấy cái niềm vui và cái phước báu đó bảo hộ lại tôi. Cho nên những người đi trước họ có kinh nghiệm, họ tích lũy cái phước báu. Bởi vì Phật là lưỡng túc tôn, lưỡng là hai, túc là đầy đủ, hay gọi là chân, hai cái chân mình đứng vững mình mới đi trên mặt đất được. Và hai điều đó là phước đức và trí tuệ. Nếu mà có trí tuệ mà không có phước đức á, thì người này coi như là gặp nhiều cái việc gọi rằng là thiếu thốn, đói khát, đủ kiểu. Có hai anh em ruột đi xuất gia, ông anh thì coi như là giữ giới nghiêm mật, không có làm phước. Có nghĩa là giữ giới và tu hành rất là tinh tấn, không có làm phước. Thích tu thôi, đóng cửa nhập thất tu thôi. Người em thì đi ra làm phước rất là nhiều, nhưng mà thường phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, rồi đại khái nhiều cái giới ổng sống phạm. Thì câu chuyện này khi Đức Phật còn tại thế, có hai vị này thì qua đời sau, con người mình chết không phải là hết, qua đời sau thì cái người em mà đi làm phước á, mà hay phạm giới á, thì làm con voi.
Mà ông voi này nó đẹp, nhìn đẹp quá, cho nên ông vua ông thích, ông mang vô trong cung vua, ông cho nó đeo lộc lạc nè, rồi ăn uống coi như là phủ phê đầy đủ. Bởi vì đời trước ông làm phước, ông phạm giới cho nên ông làm súc sanh mất. Nhưng mà ông anh á, ông tu hành nghiêm túc, đời sau ông chứng A-la-hán, chứng quả A-la-hán, nhưng đi khất thực không có cơm ăn. Lạ không? Chứng A-la-hán nghĩa là ứng cúng, tức là được người ta cúng dường, phá ác, bố ma, ứng cúng, gọi là tỳ kheo, nhưng mà đi khất thực không có đồ ăn. Thì Đức Phật mới nói là đời trước vị này giữ giới nghiêm túc, đời này tu nghiêm túc, giữ giới miêm mật, cho nên thành ra chứng được thánh quả từ tâm thanh tịnh giữ giới. Còn người em bây giờ đang ở trong cái cung vua á, là thành ông voi, mà ông voi này sung sướng cực kỳ, bị được ông vua ông thương, cho nên thành ra là được đầy đủ ăn uống sung sướng, mà cũng làm lòi súc sanh. Thấy không? Cho nên thành ra là khi mà mình vừa tu phước vừa tu huệ thì đời này cũng như đời sau mình đó ha, được đầy đủ của cải vật chất, thân tướng đẹp, tuổi thọ kéo dài, rồi được trí tuệ sáng suốt thông minh. Còn nếu đem cái phước này, cái trí này, công phu này mà hồi hướng về cực lạc, mà khi về tới Tây Phương cực lạc nữa thì tuyệt, tuyệt. Coi như là thân tướng thì được đẹp, tuổi thọ thì vô lượng, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất, rồi nhảy vào ao Liên Trì Thất Bảo để mà tắm, đầy đủ điều kiện Đức Phật Di Đà để sẵn cho chúng ta rồi. Hằng ngày nghe pháp, được trí tuệ viên mãn, cho đến khi thành Phật không còn thối chuyển. Thì với điều kiện người này phải vừa tu phước mà vừa tu huệ nha. Cho nên thành ra cái người vãng sanh phải đủ thiện căn mà, và phước đức, đúng không? Nếu mà không đủ thiện căn phước đức, dầu cho đủ tính hạnh nguyện không được vãng sanh. Coi lại đi, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói là người này phải đủ thiện căn phước đức, rồi đủ tính hạnh nguyện. Đây là năm yếu tố của người vãng sanh: thiện căn và phước đức. Phước đức đó là người ta phóng sanh nè, thuyết pháp nè, in kinh nè, đúc tượng Phật nè, giúp người nghèo nè, lo cho tam bảo nè. Nhưng mà trong tam bảo là cái chỗ mình làm phước báu dễ nhất, đủ điều kiện nhất, tùy theo khả năng của mình làm. Ví dụ mấy thầy thích tịnh tu, xuống khu chuyên tu tu. Mấy thầy thích ứng phó đạo tràng, lên đây là vừa làm vừa tu, thì lên trên này nó cũng có khu chuyên tu mà, đâu phải không có đâu, đúng không ạ? Cho nên thành ra mỗi người có một cái duyên để cho mình phải tích phước. Nhưng mà xuống khu chuyên tu cũng làm cái phước là giúp đỡ cho huynh đệ đi chợ nè, như thầy thiện nấu ăn vân vân mọi thứ. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng là vãng sanh hay là đời sau tiếp tục tu hành cũng phải hai mặt phước đức và trí tuệ. Thì muốn có trí tuệ thì người này phải công phu, mà công phu từ nơi trong ý niệm của mình. Khởi một niệm lên là dối trá, gian dối, lừa gạt. Từ trong ý niệm này phải đề khởi Phật hiệu triệt tiêu trong trứng nước. Hôm nay chúng tôi nói là chúng tôi phải làm và nhắc quý vị làm để tự răn đe bản thân của mình, để cho ý niệm đó nó mọc thành gốc, thành rễ, và nó thành khối, và cảnh giới đã hình thành rồi thì không bao giờ công phu nào phá nổi nó hết. Để đi. Cho nên thành ra từ nơi tâm ta mà dụng công trước. Có nhiều người nói, ô cái người đó cái miệng họ quát quát, họ nói bậy nói tục, người ta nói cái miệng họ vậy chứ tâm họ có gì đâu. Không phải, từ cái tâm nó xuất hiện ra cái miệng đó. Nếu mà cái tâm không nghĩ như vậy thì cái miệng sao nói? Cái miệng và âm thanh này chỉ là công cụ để cho cái tâm nó điều khiển mà. Nhưng hôm nay chúng tôi lên đây mà không nghĩ về Phật Pháp thì làm sao nói ra Phật Pháp được? Cứ nghĩ về cái chuyện xây chùa, rồi quyên góp, rồi vân vân làm những cái chuyện gì đó, thì trong tâm có cái gì nó nói ra cái đó. Để ý đi, tâm là dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả, tâm làm chủ. Nếu nói hay làm với tâm chân thật, tâm đúng, thì giống như gì? Giống như bóng theo hình. Tâm đứng đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu nói hay làm với tâm sai, tâm ác, thì giống như con bò kéo theo chiếc xe, chắc chắn phải gặp chướng ngại, không chạy đâu hết. Thì muốn điều khiển được cái tâm này từ giả dối, từ không chân thật, từ xấu ác, thì từ nơi câu Phật hiệu mà niệm từng chữ từng câu ở trong tâm, thường niệm câu Phật hiệu. Mà người này thường chân thật mà niệm Phật thì người này cảm được với Phật. Lỡ mà cái nghiệp xấu ác khởi lên á, cũng nhờ Phật lực gia trì. Chứ nếu mà tâm niệm Phật trì chú niệm Quan Âm mà tâm xấu ác khởi lên, tâm che giấu, tâm không chân thật, thì không cảm được với Phật thì rắc rối, rắc rối. Rắc rối là cái nghiệp đó nó dẫn, đố ai mà cứu được. Mà không nói huynh đệ thầy tổ biết,
rồi cái tâm đã ngăn cách với Phật nữa thì ai cứu mình? Dầu cho mình có thực hành cái pháp là mình niệm Phật, mình niệm pháp, mình niệm Đại Bi, mình niệm Quan Âm, có niệm đó mà tâm không chân thật này, không tự thân mình không chuyển được, mà tự thân mình chuyển không được rồi mình cũng không nhờ chư tăng, nhờ sư phụ, nhờ thầy để chuyển, rồi mình không cảm được với Phật là do cái tâm không chân thật nó ngăn cách rồi, rồi mình cũng không thưa với đại chúng, không phát lồ sám hối. Thì trong đạo mình có phát lồ sám hối mà. Mà nếu không phát lồ sám hối nữa thì bắt đầu cái tâm không chân thật nó đi sâu vô, nó đi sâu vô, nó đi sâu đến cái lúc, đến cái lúc nào? Lúc là nó vỡ ra, như cái mục á, nó vỡ ra. Thì lúc đó ai cũng biết, không giấu đi đâu được, đúng không ạ? À. Phần thứ hai là hiếu thảo với cha mẹ, thân thể tóc da nhận từ cha mẹ. Cha mẹ và ta thật là một thể, ta thương thân ta, hãy hiếu cha mẹ, chẳng nhục thân ta mới là cho cha mẹ vinh hiển. Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ. Cái thân này có là từ nơi cha mẹ. Hôm nay mình làm sai trái, cha mẹ mình buồn, vì mình với cha mẹ là một thể, có cái nhân duyên huyết thống ràng buộc với nhau rất chặt chẽ. Hôm nay có một cái chú, ông ngồi đây mà chúng tôi không nhắc tên. Ông này từ Quảng Ninh vô đây. Hôm bữa thứ hai chúng tôi có gặp chú này. Ông phá tài sản gia đình cũng khá nhiều. Người mẹ quá đau khổ, tài sản gần như là hết rồi. Khi dắt vô gặp chúng tôi, ngồi mất 2 tiếng đồng hồ buổi sáng. Chúng tôi hỏi là chú làm sai, cha mẹ có buồn không? Kêu biết là buồn mà không biết cái động lực gì thúc đẩy. Kêu chú là phàm phu tục tử, nghiệp xấu ác đầy thân tâm bụng dạ, rồi gặp thêm cái lũ mà ở bên ngoài đời, nó bắt đầu là nó xui khiến, nó dụ dỗ để cho ông vô con đường thân tàn ma dại, bài bạc đủ trò. Đến lúc ông xa cơ thất thế, có đứa nào ra giúp ông? Ông lắc đầu, ông kêu không. Bây giờ gọi điện đứa nào cũng không bắt máy hết, toàn bộ là điện thoại gọi lại đòi nợ. Chết chưa? Thì chúng tôi mới nói bây giờ có hai việc. Chú cũng lớn rồi, 38 tuổi rồi. Một là giao hết điện thoại, đừng xài nữa. Mà trước khi giao là phải gọi những cái đứa nợ đó đó, là nói tôi đã vô chùa ở và tôi không lừa gạt các bạn. Chứ bây giờ đây là cứ hẹn tháng 2 tháng nữa, hẹn hoài, lừa dối người ta không có được đâu. Đến một lúc nó tìm, nó gắt dao nó chém. Bây giờ phải nói chân thật. Bắt đầu từ chân thật ông làm. Ông hỏi chân thật làm sao? Gọi điện cho người đó và đưa số điện thoại cho mẹ, kêu gọi cho mẹ tôi đi, mẹ tôi sẽ giải quyết. Mà lúc chúng tôi nói như vậy, không biết làm sao người mẹ tôi nhiên tỉnh lên. Người mẹ nói đúng, chỉ có cách này, chứ nếu mà nói rồi cầm điện thoại là tiếp tục liên lạc thì cũng không giải quyết được vấn đề. Thì chúng tôi nói bây giờ nợ nhiêu? Kêu còn 1 tỷ. Nhưng kêu vậy thì bây giờ cứ việc giao hết cho mẹ, bây giờ cô giải quyết bằng cách nào? Có hứa với thầy được không? Kêu con bán nhà con trả, với điều kiện phải hứa với sư phụ là ở chùa tu tập làm công quả và không xài điện thoại nữa thì con bán nhà con trả. Thì kêu bây giờ có 2 con đường ông lựa chọn. Một là ông vô đây ông ở một thời gian, rồi ông về bên đó làm ăn, đi trả tiền cho người ta, mẹ chú không nhúng tay đến nữa. Hay là giao hết cho mẹ trả nợ rồi ở trong này. Ngồi suy nghĩ anh chọc, anh kêu lẽ dĩ nhiên là giao hết cho mẹ rồi. Thằng này nó còn khôn. Khôn ra. Tôi kêu hôm nay nói với thầy phải chân thật. Khi ông vô trong chùa, ăn cơm chùa, ở trong chùa, cho ở trên cây gác này luôn, mà ông không chân thật thì cái tội ông lớn. Ông lừa gạt thầy. Hôm nay thầy nói chân thật, thầy không phải suối mẹ của chú bán nhà để mà đưa tiền cho thầy, mà thầy muốn cho giải quyết cái nợ để mẹ chú hết khổ. Thầy đem tâm chân thật đối xử với ông, mà ông lừa gạt thầy bằng cách ông ông mua điện thoại tiếp tục ông xài, ông giấu giếm thầy, thì cái tội ông rất lớn. Ông kêu tự nhiên sao thầy nói con cảm được thầy, con quyết định. Nhưng mà bước đầu cho con một việc, đó là con chưa quen cái kiểu tu ở trong này với cái chuyện công quả, cho con từ từ. Kêu được, cái gì cũng tập từ từ. Nhưng mà cái buộc đó là phải không liên lạc điện thoại và cắt hết mọi thông tin liên lạc bên ngoài, ở trong này tu tập được không? Ông kêu được. Bà mẹ coi như là mừng, coi như là mừng. Chúng tôi giải quyết được vấn đề 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ ông đang ở trong này.
Nghe Phật tử báo lại là tối đang tu đói bụng qua chạy ra ăn tô hủ tiếu rồi vô tu tiếp. Cũng còn chấp nhận được. Còn một chút thiện căn biết nghe lời làm theo và chân thật để làm theo thì người này có thành tựu. Đúng không? Có thành tựu. Bởi vì chúng tôi đem cái tâm chân thật để giải quyết hai người. Và chúng tôi có nói, chỉ mặt người mẹ nói, cô, cái lúc mang thai, cô chưa phải là một người hiền mẫu. Nếu thực sự cô là một người hiền mẫu, học lời thánh hiền, mẫu mực noi gương luân thường, dạy nó từ trong tha giáo, lúc nó lớn lên đến bây giờ, cô nói một câu là nó phải sợ và nó phải kính và không dám làm bậy. Do cô không phải là người hiền mẫu. Nếu cô mà là hiền mẫu giống bà Thái Nhậm á, thì sanh ra ông Văn Vương á, ổng là một ông vua, một vua, ông vua hiền từ, hiền đức cho đất nước Trung Quốc, cai trị trị vì rất nhiều năm, mà bao nhiêu thiên hạ được nhờ là do bà Thái Khương Thái Nhậm này, bà sanh ra một đứa con. Mà bà là một người hiền mẫu, cho nên Tổ Ấn Quang hay nhắc là gì? Thái Thái. Đó là Thái Khương, Thái Nhậm và Thái Tử. Ba bà sanh ra ba ông vua. Có phải là người hiền mẫu sanh ra hiền tử, mà hiền tử là hiền tài của đất nước không? Đúng. Đúng. Còn nếu quý thầy là một người tăng thực sự chân thật tu hành, thì người tăng này nói truyền chánh pháp của Như Lai còn hơn là một ông vua. Nếu là thua ông vua thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi tu làm gì? Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi tu cũng phải là cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng chánh đạo, đúng không? Xuất gia tức là gì? Là ra khỏi nhà thế tục. Ba nghĩa, xuất thế tục gia là ra khỏi nhà thế tục, cho nên Đức Phật cũng phải ra khỏi cung vua. Nếu mà ông vua, nếu mà ông vua mà hơn ông Phật á, hoặc hơn người tu á, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không còn đi xuất gia, ở lại đó. Vua Tịnh Phạn phải truyền ngôi cho, đúng như nữa, thái tử mà. Nhưng mà cái chuyện đó không bằng, không bằng. Ông vua không bằng, cho nên chúng tôi nói có lý do ông vua không bằng người xuất gia. Bởi vì họ một người gương mẫu, một người coi như là nói truyền lại được cái chánh pháp của mười phương ba đời chư Phật để lợi ích chúng sanh, phải là hơn chứ. Nhưng bây giờ sao mà lại những người xuất gia lại là mang tai mang tiếng và gặp nhiều chướng ngại. Họ học mà không thực hành. Thì Tổ Ấn Quang mới nói là người xuất gia học mà không hành chỉ đi lừa gạt thiên hạ. Câu này hơi nặng mà có. Còn người không xuất gia để tóc mà là người giữ năm giới tu hành chân thật thì người này gọi là cao tăng để tóc. Cao tăng để tóc. 11 giờ kém 10 rồi. Hôm nay thời gian không có được nhiều. Còn hai cái chữ tận trung và tận tính sẽ để đợt sau giảng. Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Bài thuyết pháp số 1. Giảng niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai. Trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tam Biên, quyển 4. Ấn Quang vốn là một ông tăng vô tri, vô thức, chỉ biết đến cơm cháo, chỉ biết niệm Phật dâm câu. Tuy sống lúng uổng hơn 70 năm, nhưng tuyệt chẳng hề triệt để nghiên cứu Phật Pháp. Pháp hội Hộ Quốc Tức Tai lần này do các vị kiều này tham gia, vì tình nghĩa chẳng thể khước từ được. Vả lại, đây là chuyện quan hệ đến phước lợi quốc gia, mà cũng là trách nhiệm tôi phải tận lực, nên tôi chẳng đề hà mình hiểu biết sơ sài kém cỏi đến dự pháp hội này. Nhưng những điều tôi giảng hôm nay chọn chẳng phải là lý luận cao sâu gì, chỉ là trình bày phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Còn về ý nghĩa quan trọng của pháp hội lần này, đợi tới ngày mai sẽ bàn đến. Mục đích của pháp hội lần này là hộ quốc tức tai, nhưng làm sao mới đạt được mục đích ấy? Tôi cho rằng phương pháp căn bản là niệm Phật, vì sắc kiếp và hết thảy tai nạn đều do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Nếu ai nấy đều niệm Phật thì sẽ xoay chuyển được nghiệp này.
Nếu chỉ có một ít người niệm Phật thì nghiệp ấy cũng có thể giảm nhẹ. Pháp môn niệm Phật tuy là vì cầu sanh tịnh độ, liệu thoát sanh tử mà lập ra, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng của nó quả thực cũng cực kỳ lớn lao. Người chân chánh niệm Phật, trước hết ắt phải giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Cần nhất là phải hiểu rõ nhân quả, tự hành, dạy người hành. Hiện tại, các thứ tà thuyết không thánh, không hiếu, khinh miệt đạo, phế luân thường, giết cha, chung vợ, vân vân, đều do bọn tông nho đã phá, bài xích nhân quả luân hồi, đến nỗi sinh ra ác quả này. Nếu như ai nấy đều hiểu rõ nhân quả, thì quyết chẳng một ai dám xưng lên những thuyết sai lầm ấy. Trong thế gian, người tốt hoàn toàn chẳng biến đổi rất ít, kẻ xấu hoàn toàn chẳng biến đổi cũng rất ít. Đa số là kẻ lúc thượng lúc hạ, khi tốt khi xấu, cho nên giáo hóa là điều khẩn yếu nhất vậy. Khổng Tử nói: duy thường chí giữ hạ ngu bất di, có nghĩa là chỉ có bậc thượng chí và cái hạ ngu là chẳng thay đổi. Chỉ cần ra sức giáo hóa thì sẽ có thể khiến cho con người đổi ác theo lành, buông giao độ tệ, ngay lập tức thành Phật chẳng sót một ai. Chỉ là do nơi có người tin tưởng, nghĩ nhớ, tận lực mà hành đấy thôi. Sở dĩ xã hội Trung Quốc hiện thời loạn lạc, rối ren đến mức như thế này, điều là do không được giáo hóa. Nhưng giáo hóa phải bắt đầu từ lúc còn thơ ấu. Như thường hay nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bản sơ mới về. Nếu thuở nhỏ chẳng dạy, đến lúc lớn khó lòng lay chuyển được. Vì sao? Tập tánh tức thói quen đã thành, không cách chi thay đổi được. Vì thế, người niệm Phật cần phải chú ý giáo dục con cái mình trở thành người tốt, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Nếu ai cũng làm được như thế thì tai nạn tự tiêu, đất nước cũng tự được giữ gìn, bảo vệ. Chân lý mầu nhiệm căn bản của Pháp môn niệm Phật nằm trong Bá Kinh Tịnh Độ. Nhưng theo như phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, thì niệm Phật lại càng là hành nguyện căn bản, chẳng thể thiếu khuyết. Bởi lẽ, thiện tài đã viên mãn tâm thập tính, thâm học với tỳ kheo Đức Vân, nên được Ngài dạy cho Pháp môn niệm Phật nhập vào sơ trụ, phần chứng Pháp thân. Từ đấy, thiện tài thâm học với hơn 50 vị thiền chi thức, hễ nghe xong liền chứng, từ nhị trụ cho đến thập địa là 40 địa vị. Tối hậu ở chỗ Phổ Hiền Bồ Tát, thiện tài được Ngài khai thị, được sức oai thần gia bị, sở chứng ngang với Phổ Hiền, ngang với chư Phật, điền thành Đặng Giác Bồ Tát. Sau đó, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn dắt quy hướng cực lạc, khuyến khích, cổ vũ thiện tài và Hoa Tạng hại chúng nhất trí tinh tấn hành trì, cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, nhằm mong viên mãn Phật quả. Vì thế biết rằng Pháp môn niệm Phật tự phàm phu thổ ban đầu cũng có thể chứng nhập được, mà rút cuộc đến bậc Đặng Giác cũng chẳng thể vượt ra ngoài nổi. Thật là pháp môn tổng trì trên thành Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, thành thị thành chung của mười phương tam thế hết thảy chư Phật. Vì thế pháp môn này được chính giới cùng hướng về,
mười phương chung tán thán, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Chủ thích: do thành tựu phàm phu ban đầu nhập đạo nên gọi là thành thị, đến địa vị cuối cùng là đặng giác Bồ Tát vẫn phải nhờ vào pháp môn này để viên thành Phật đạo nên gọi là thành chung. Phàm là người học Phật thì có một việc rất nên chú ý là kiêng ăn mặn, vì ăn mặn sẽ tăng trưởng cơ duyên giết hại. Con người và hết thảy động vật cùng sống trong vòng trời đất, tâm tánh vốn bình đẳng, chỉ vì những duyên ác nghiệp đến nỗi hình thể sai khác quá xa. Nếu đời này quý vị ăn thịt chúng nó, đời mai sau chúng nó sẽ ăn thịt quý vị, oán hờn báo đền mãi, cơ duyên giết chóc đời đời chẳng có lúc nào kết thúc. Nếu như ai nấy đều ăn chay thì sẽ vun bồi tâm từ bi của chính mình, tránh khỏi cơ duyên giết hại. Nếu không, dù cho niệm Phật nhưng chỉ lo sướng miệng vui bụng, ăn đẩy thức tâm thôi, vẫn chưa thể đạt được lợi ích thực sự nhờ học Phật vậy. Hơn nữa, người đời nay ưa nói thiền tịnh song tu, xét đến cùng cái gọi là song tu đó chỉ là kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là chú trọng tham cứu, chẳng ăn nhập gì đến việc sinh lòng tin phát nguyện cầu vãng sanh của tịnh độ cả. Rõ ràng là hai chuyện khác biệt. Thêm nữa, thiền tông nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, là nói đến đương nhân đích thân thấy được Phật tánh vốn sẵn đủ ở ngay trung tâm. Mật tông nói ngay thân này thành Phật có nghĩa là tức thân thành Phật, tức là quan niệm hễ giải thoát được sinh tử ở ngay nơi cái thân này thì gọi đó là thành Phật. Nếu vội hiểu những lời đó có nghĩa là ngay chính nơi thân này có thể thành tu được vị Phật vạn đức đầy đủ, phước huệ viên mãn thì lầm to mất rồi. Bởi lẽ kiến tánh thành Phật của thiện gia là sở chứng của địa vị đại triệt đại ngộ. Nếu đoạn được kiến hoặc và tư hoặc trong tam giới mới có thể liễu sanh thoát tử. Tức thân thành Phật trong mật tông chẳng qua là đạt tới địa vị liễu sanh tử đầu tiên. Địa vị đó là bậc A-la-hán trong tiểu thừa đã liễu sanh tử. Trong viên giáo thì là bậc sơ tính đoạn được kiến hoặc, bậc thất tính đoạn tư hoặc, rồi mới giải quyết xong sanh tử. Bậc thất tính và A-la-hán tuy cùng liễu sanh tử, nhưng thần thông, đạo lực khác xa nhau vời vợi. Bát tính, cửu tính, thập tính phá được trần sa hoặc, cho đến thập tính hậu tâm phá một phẩm vô minh, chứng một phẩm tam đức bí tàng, nhập sơ trụ thành bậc pháp thân đại sĩ. Trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác là 41 địa vị rồi mới chứng nhập địa vị Phật. Lịch trình còn lâu xa như thế đó, làm sao mà một bước liền có thể vọt tới ngay cho được. Người tu tịnh độ đã sanh về Tây Phương liền liễu sanh tử thì cũng là tức thân thành Phật, nhưng tịnh tông chẳng nêu cái thuyết tiếm phận ấy, đem so sánh sự khó dễ với việc thuần cây vào tự lực của nhà thiền thì thật là sai khác một trời một vực. Kính mong các vị dự hội hãy suy nghĩ chín chắn ý chỉ này.
Thank you.